Dạo này trời mưa dầm, nhìn mưa thế này thì ở nhà các bạn thường làm gì? Nhà mình thì là đổ bánh xèo nha. Nguyên liệu làm bánh xèo thì dễ lắm. Đây này giá với lại su su nhà mình sắc nhỏ rồi trộn chung. Thịt ba rọi ha, cũng sắc nhỏ. Bột thì sắc theo miếng hành bỏ vô pha cho vừa. Tôm, mực nữa thì tùy các bạn ha. Cô Út về vườn đây. Chính thị là cô Út nhà tôi. Đổ bánh xèo không có gì khó, có điều là nó dơ, cho nên là mỗi lần đổ bánh xèo mà nhà mình đem ra ngoài sân để sau đó xối nước rồi chà rửa cái dầu nó văng ra. Các bạn để cái chảo thiệt là nóng, xong nó cho miếng thịt ba rọi vô, cho tôm, lượng sao tùy các bạn ha, đổ bột, rồi bỏ giá vô, đẩy cái nắp lại, nó chín thì bỏ ra cái dĩa hoặc là bỏ ra cái chén mình ăn luôn. Chế vô miếng nước mắm, bỏ vô miếng rau là hết ý luôn. Trời ơi, ta nói về quê. Trời ơi, cái này ăn là nó nhức nhối tâm tư lắm mấy bạn ơi. Nó dễ sợ luôn.